phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát vạn vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam bổn sư thích ca Thích Ca Mâu Ni à Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Hôm nay mời đại chúng lắng nghe nội dung phạm luân và pháp luân. Hai thuật ngữ phạm luân và pháp luân này có nghĩa rất là khác. Đôi khi chúng ta nhầm lẫn cứ nghĩ rằng người viết sai chính tả. Pháp Luân cũng tức là Phạm Luân. Nhưng thật ra Phạm Luân và Pháp Luân hoàn toàn khác nhau. Sa môn tính còn có tên gọi nào khác không? Trả lời đó là có. Gọi Phạm Tính Phạm Luân. Được chưa hả? gọi là phạm tính, phạm luân. Gọi là phạm tính vì muốn vì cuốn trôi các phiền não. Gọi là phạm tính hay là bà la môn tính vì cuốn trôi các phiền não. Các vị có nghe rõ không? Từng câu từng lời gọi là phạm tính bởi vì tính chất của nó là tính chất thanh tịnh. Bà La Môn tức là thanh tịnh Vì cuốn trôi các phiền não Cho nên các phiền não làm cho tâm chúng ta nhiễm ô Và nếu như chúng ta phát huy tính cuốn trôi hết phiền não Đó gọi là thanh tịnh Thanh tịnh tức là phạm tính là Bà La Môn tính Vì được chuyển bởi phạm Tức là vì tương ưng phạm tính tối thượng cho nên thế tôn cũng gọi là phạm thành ra chúng ta gọi là bạch đức bạc và phạm bạc và phạm hay là một thối nọ đức bạc và phạm đi châu du giáo hóa à, nghĩ dưới thành quán nghiêm phải không à, rồi kinh như kinh nói đức thế tôn ấy cũng là phạm cũng là tịnh tịch tỉnh cũng là thanh lương ở đây bánh xe này của vị ấy gọi là phạm luân vì được vận chuyển bởi ngài bánh xe này của phạm bánh xe này tức là bánh xe của vị ấy tức là cái bánh xe của phật của phạm luân vì được chuyển bởi ngài nhưng phạm luân là kiến đạo vì nhưng pháp luân là kiến đạo vì nó là cái lăn đi nên gọi nó là bánh xe kiến đạo vì tương tự nó nên được gọi là pháp luân tương tự như thế nào nó quay nhanh và nó bởi trục vì quay nhanh tức là vì bỏ lại mà tiếng bỏ lại cái gì Bỏ lại vô gián đạo Tiến thẳng tới giải thoát đạo Đây gọi là Vì bỏ lại mà tiến Bỏ lại vô gián đạo Tiến thẳng tới giải thoát đạo Nó có ba nghĩa phải không? Bốn nghĩa phải không hả? Một là quay nhanh Hai là vì bỏ lại mà tiến Ba là Chinh phục nơi chưa chinh phục Và trấn thủ nơi đã chinh phục Chúng ta nhìn chú thích số 8 trên 34 giải thích rất là rõ. Như luân bảo chinh phục địa phương chưa được chinh phục, đã chinh phục thì trấn giữ. À, cũng vậy, bằng vô gián đạo chinh phục phiền não hữu thần kiến. Tức là đi vào vô gián đạo thì tất cả những phiền não sinh ra từ sự thấy biết sai lầm nơi tự thân này đều bị đoạn trừ. Và khi mà cách đức À, kết đứt cái, cái 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 sự tự thành của phiền não đó, thì bằng giải thoát đạo sau đó chúng ta duy trì kết quả đã được chinh phục. Cho nên ví dụ như khi các vị chưa quy tam bảo, chúng ta không có thấy nếu trầm luân khi quy tam bảo nhờ tam bảo là thuyền từ đưa đường chỉ lối, chúng ta nhận ra đâu là trầm luân, đâu là bến bờ sinh tử. Và bắt đầu chúng ta phát tâm thính thọ giáo Pháp Như Lai, tu tập hành trì, và từ từ chúng ta nhận ra được nội tâm với những cảm thọ thống khổ của mình. Và khi mà chúng ta đã có kinh nghiệm trong việc trong việc chuyển hóa nội tâm rồi, thì chúng ta sẽ chiến thắng nó. Tức là chưa chiến thắng thì chiến thắng được. Mà chiến thắng được rồi, chúng ta lấy đó làm kinh nghiệm để nếu có phiền não, chúng ta cũng nhanh chóng chiến thắng nữa hiểu không hả? Hoặc là chúng ta có khả năng có khả năng giữ cho tâm mình được yên ổn. Chưa yên ổn thì chúng ta tìm cách làm sao đoạn trừ phiền não để tâm mình an vui. Và khi tâm mình đã được an vui rồi thì chúng ta giữ cái sự an vui đó không để cho nó thối thắt đi. Đó gọi là bằng giải thoát đạo duy trì. Hiểu chưa hả? À, bởi vậy cho nên trạng thái đó gọi là gì? là Pháp Luân Tức là chinh phục nơi chưa chinh phục Và trấn thủ nơi đã chinh phục Nó được ví như là Phạm Là cái bào, gọi là bánh, cái bánh xe đó Là như Luân Bảo Luân Bảo tức là cái bánh xe của Của chuyến Luân Thánh Vương đấy ừ. Rồi Thứ tư là vì xoay vần lên xuống Đây là những điều Mà tổng nói là Quay nhanh và Tức là quay quần lên xuống, như bánh xe nó xoay vòng lên xuống, à, vô gián đạo và giải thoát đạo liên tục thay nhau hiện tiền, cứ hết giải thoát đạo thì tới vô gián đạo, vô gián đạo thì tới giải thoát đạo. Ví dụ như bây giờ chúng ta tu tập phát tâm hướng tới quả vị tu đạo hoàng, thì đó gọi là tu đà hoàng hướng, và chúng ta liên tục không ngừng ở trên vô gián đạo tu đà hoàng hướng khi thành tựu quá vị tu đạo hoàng thì lúc đó chúng ta được gọi là tu đạo hoàng quá tu đạo hoàng quá gọi là giải thoát đạo tu đạo hoàng hướng gọi là vô gián đạo nhưng mà vừa tới giải thoát đạo tu đạo hoàng thì chúng ta lập tức lại bước lên là Anna hàm hướng để đi qua tiếp là 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 gì vô gián đạo nữa phải không ạ à? cứ vô gián đạo rồi tới giải thoát đạo giải thoát đạo rồi tới vô gián đạo cứ như thế lần lượt lần lượt chúng ta tiến dần tiến dần tiến dần tiến tới đến diệt tận định a la hán mới thôi như vậy thì ở đây gọi là quê nhân cho nên tôn giá diệu âm nói luân luân tức là bánh xe là thánh đạo tám chi vì tương tự bánh xe với những thứ như là trục vân vân trong đó chánh kiến chánh tư duy chánh cần chánh niệm tương tự như là hoa là năng hoa xê Đó à, là cái kem á. Còn à chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng tương tự như là là gì? là trục bánh xe. Chánh định giống như là vành xe. Như vậy cái xe này là có mấy kem sáu tám cảm chánh kiến là một tư duy là hai chánh cần là ba chánh niệm là bốn có bốn kèm thôi có đúng vậy không hả bốn kèm thôi còn đây nè chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng tương tự như là trục đúng chưa Và chánh định giống như là vành đúng chưa hả như vậy thì cái xe nó có bốn cầm bánh xe này bốn cầm mà có phải bánh xe chuyển pháp luôn không bánh xe chuyển pháp luôn mấy cầm hả tám tới mười hai nghĩa là có khi chín khi mười à cho nên chúng ta học cái chỗ này rồi chớ có nhầm lẫn nghe không? nhất là các vị xuất gia mà còn giải thích mà mù mờ u ớ cái chỗ này á là là là, là hóng diệt hiểu không hả Điều này căn cứ ở đâu? Vì kinh nói khi thánh giả Kiều Trần Na phát sinh kiến đạo, bây giờ pháp luân đã đã chuyển. Tức là lúc bây giờ Đức Thế Tôn khai thị tứ thánh đế ở vườn Lộc Uyển thì lúc bây giờ cái cách khai thị cũng rất là hay nha thưa quý vị. Ví dụ năm anh em kiều trần như với đức phật nó lại xấu ha thì trong cái thời gian mà phật khai thị pháp luân tức là các vị đều ngồi nghe người đầu tiên mà lãnh hội được đó là kiều trần như khi kiều trần như đi à, kiều trần như đi à, giác ngộ thì đi khất thực còn lại là năm người à, còn anh là, là là bốn vị và và đức phật là năm là năm vị là ngồi im đó à, phật khai thị và bốn vị tiếp tục là nhiếp tâm thiền định quan chiếu à, và ngày sau thì có một vị giác ngộ nữa thì hai vị đi khắc thực tức là một vị đi xuất thực chia làm chia cơm mà thành sáu sáu phần còn, còn, còn tới ngày hai ngày hai thì chia cơm ba phần à, và tới ngày ba thì cô như chia cơm làm hai phần. Và tới bảy ngày sau tức là là tất cả là đều đầy đủ hết pháp luân để đầy đủ sự giác ngộ. Cho nên chúng ta chúng ta đọc những cái diễn tiếng đó để chúng ta thấy cái tinh thần cầu đạo giác ngộ nó quyết liệt tới mức nào. Ngày đêm quyết liệt. Chuyện ăn uống là chuyện nhỏ, cho nên có một vị giác ngộ là đi khắc thực thôi Còn các vị ở còn lại là phải đối diện nhanh chóng Với cái kiếp trầm luân sanh tử à, Chúng ta đọc những tí mí Những cái, 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 cái thánh điện đó Chúng ta mới thấy cái cách ứng xử của Phật Và các vị thánh giả như thế nào Họ chưa giác ngộ được Là họ tìm kiếm con đường giác ngộ Họ không có lơ là Không có lơ là Thành ra đây cũng là một tinh thần Chúng ta cố gắng học ở trong giáo Pháp nên Phật tử chúng ta không có hiếu đạo cứ lơ là lơ là cứ nghĩ cho qua rồi nghĩ đơn giản là niệm Phật vãng sanh nghĩ đơn giản như vậy thật là tội nghiệp chứ còn một người có trí một chút là chúng ta hiếu rằng mình chưa giác ngộ thì việc giác ngộ phải ưu tiên số một còn tất cả mọi thứ nó chỉ là cõi vô thường tạm bỡ ít bữa rồi tan mất thành ra chúng ta ưu tiên cho sự tu học là chính đó mới là suy nghĩ khôn ngoan thì Chúng ta hiểu đức Phật lúc bây giờ khai thị giáo pháp khi Kiều Trần Như giác ngộ thì lúc bây giờ địa thần họ mừng rỡ họ thấy con đường bất tử đã được khám phá và đã có người tiếp nhận có người tiếp nhận được chứ không phải duy chỉ có đức Phật mà không ai thấy nữa thành ra người đầu tiên tiếp nhận địa thần hoan hỷ quá Địa thần Hoàng nghe cái tâm hoan hỷ sau này chúng ta thấy có nhiều kiếp những vị địa thần này trở thành những vị hộ pháp và họ rao giảng nhanh chóng ở trên mặt đất không thần nghe như vậy thì lúc bây giờ cũng nhanh chóng rao giảng rao lên và và thiên thần thớ là cũng rao lên và ở trong khoảng một thời gian như lực lực sĩ co giữ cánh tay mười phương thế giới đều biết rằng pháp luân đã chuyển ở tại vườn ba la nại chúng ta thấy cái 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 điều này nó tuyệt diệu vô cùng với thần lực của các vị và lúc bây giờ con đường bắc tử đã được khai phá mà trước đó cả nhân gian đều đi trong cái bóng tối của sanh tử trầm luân và cách khai thị của đức phật như thế nào thế nào gọi là ba lần chuyến với mười hai hành tướng ba lần chuyến với mười hai hành tướng ở chỗ này chúng ta lấy đây là một y cứ luận lý cho rõ ràng. Ai hối tới chỗ này nhất định phải giảng theo chỗ này nghe. Đây là khổ thánh đế. Khổ thánh đế cần được biến tri. Khổ thánh đế đã được biến tri. Đây là ba lần chuyến Nó rõ chưa hả? Riêng và khổ, tức là chỉ rõ đây là khổ. Là sinh, lỡ, bệnh tử là khổ Thương nhau mà phải xa nhau là khổ Ghét nhau phải gặp nhau là khổ Hành khổ Khổ khổ, hoại khổ à, như vậy là, là gì? Đây là khổ Là sự thật của khổ Không ai có thể phú nhận được Bất kỳ loại hữu tình Hữu tình nào có sinh ra Phải chịu sự già, suy già Mất đi Và chắc chắn trong tiến trình đó Sẽ đỡ lại những cảm thọ sợ hãi khổ đau đây là khổ và khổ thánh đế như vậy tức là cái chân lý và khổ như vậy cần phải được sôi thấu cần phải được biến tri tức là sự thấu hiểu tới tận cùng không còn để một một tì vết nào nữa tức là sự biến mạng biến tri sự thấu hiểu tới tuyệt đối không còn điều mơ hồ nào nữa thứ ba là khổ thánh đế đã được biến tri như vậy thì cần được biến tri là một yếu tố xác định và đã được biến tri như vậy đây là một hành trình là một tiến trình của nội tâm. Thấy chưa hả? Ba lần chuyến được hiểu như vậy. Và ở trong mỗi lần chuyến như vậy phát sinh nhà hán phát sinh trí, phát sinh minh, phát sinh giác, đây là 12 hành tướng nhãn à, trí minh giác chẳng hạn như nói đây là khổ lấy mắt mà nhìn xem sinh già bệnh chết có khổ hay không lấy mắt mà nhìn để không có thể phú nhận được những trạng thái sinh già bệnh chết thứ hai quán sát rõ như vậy chúng ta có thừa nhận hay không? Trạng thái này dùng trí tuệ một cách bình thường của con người chứ không cần siêu việc gì cả. Bất cứ ai có hệ thần kinh một cách bình thường thì thấy những cảnh sinh ra già suy, bệnh tật và chết chóc. Không con người thì con vật nhìn cái hiện tượng diễn ra xung quanh chúng ta không ai có thể phú nhận điều này. Tức là bằng mắt mà nhìn bằng bằng trí mà nghĩ được chưa hả? Rồi bây giờ nghĩ chiêm nghiệm sâu xa rồi sao? Đến chỗ là là minh minh tức là sự thấu rõ chứ không còn mơ hồ nữa, không còn ai có thể thuyết phục mình hiểu khác đi được nữa. Người ta đưa ra thí dụ, người ta nói tôi thấy cái người đó là không có À, họ già họ không có khổ tại vì họ nêu ra có một số trường hợp là có những người đầy đủ phương tiện cuộc sống họ lúc nào cũng hoan hỷ vui vẻ cho nên người ta nói già không thấy khổ hoặc là chết khổ đâu có ai biết mà mà chứng minh cho nên chúng ta sinh tâm hồ nghi ồ riêng mình già khổ nhưng thấy người ta cũng có người sướng hoặc là mình nói Ồ, mình chết có lẽ mình đau khổ Nhưng mà người ta chết biết có đau khổ hay không Cho nên những trạng thái như vậy chúng ta còn hồ nghi Và sự phân tích tận cùng để không còn hồ nghi nữa đây gọi là phát sinh minh Và sự thấu triệt tuyệt đối đây gọi là giác như vậy thì đối với khổ Nó có bốn cái trạng thái Một là hãy nhìn nhận nó Hai là suy nghĩ vào nó Ba là gì? là thấu triệt của nó, bốn là ha. À, chưa à, ba là sôi sáng nó, bốn là thấu triệt nó. Được chưa hả? Như vậy mỗi trạng thái như vậy là một hành tướng. Được chưa hả? Như vậy thì vừa khổ mà có có gì? Có bốn trạng thái như vậy. Như vậy thì khổ nó có bốn hành tướng phải không ạ? À? Rồi tới gì nữa hả tới khổ thánh đế cô thánh đế cần được biến tri như vậy cũng phải phát sinh là mấy hành tướng nữa bốn hành tướng nữa rồi tới khổ thánh đế đã được biến tri thì thêm mấy hành tướng nữa bốn hành tướng chẳng hạn như kiều trần như là khổ thánh đế đã được biến tri à, và hãy nhìn xem gọi là như phát sinh trí trí của kiều như thế như thế nào, khả năng của kiều đoàn như như thế nào và 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 thấu triệt như thế nào thì như vậy á chúng ta hiểu rằng là đối với khổ à, đối với khổ cần được biến tri và đối với khổ đã được biến tri ba trạng thái đó với bốn hành tướng là ba lần chuyến với 12 hai hành tướng được chưa hả? Vậy thì sao nói là ba lần chuyển Pháp Luân với 12 hành tướng là chúng ta hiểu như vậy. Như vậy, bây giờ đây, trong Thánh Đế nó có bốn chân lý khổ, tập, diệt đạo và mỗi Thánh Đế như vậy có 12 hành tướng. Bốn Thánh Đế là bao nhiêu hành tướng? Bốn tám hành tướng. Thấy chưa ha? À, nó như phân tích đúng nghĩa của nó là phải 48 hành tướng. Nhưng mà chúng ta thấy này, mỗi đế như vậy Nhưng vì thấy đồng nhau với số 3 và số 12, do đó nối 3 chuyển 12 hành cũng nối là hai pháp cũng như nối là hai pháp bảy Thiện xứ đó. Các Tỳ bà sa nói với ba lần chuyến này theo con số thích ứng biểu thị cho kiến đạo, tu đạo và vô học đạo. Như vậy thì chúng ta hiểu ba lần chuyến nói gọn là do nó trùng hợp thành ra nói gọn là ba lận lần, lần chuyến với 12 hành tướng. Được chưa hả? Tại vì chỉ cần biết vừa khổ thì tập cũng vậy, diệt cũng vậy, đạo cũng vậy. Cho nên không cần phải nhắc lại nữa. Thành ra ba lần chuyến với 10 Hai hành tướng Trong ý tưởng này Trong ý tưởng này Chúng ta Sử dụng Pháp Luân Biểu tượng Pháp Luân mấy cầm Hả? Pháp Luân có mấy cầm à, Pháp Luân phải 12 cầm mới đúng Tại ba lần chuyến với 12 hành tướng mà thì 12 hành tướng Nó là phải là 12 cấm Nó mới đúng chứ phải không ạ à? Nếu như mà gán ghép cho một ý nghĩa trước học tôn giáo Thì chúng ta phải gán ghép đó là 12 cấm Nhưng mà có những có một số hình ảnh các vị chọn Thấy có 8 cấm Tại sao như vậy? Những điều đó không có cơ sở khoa Cơ sở y cứ và Không có cơ sở y cứ về về, về chân lý nó cái duyên nó hơi tới nhị một chút như thế này. Trước năm 1975 thì Phật giáo miền Nam các ngài sử dụng biểu tượng pháp luân với 12 hành tướng là 12 kem. Là đúng theo cái nghĩa triết học này. Nhưng sau năm 1975 thì lúc bây giờ cái nhu cầu làm khác đi cái trước chứ không lấy không lấy cái trước thành ra bắt đầu là lấy cái lấy cái biểu tượng là tám cái giải thích nói rằng đó là bác thánh đạo hiểu chưa hả và bác thánh đạo nó là biểu tượng của gia đình phật tử gia đình phật tử thì lấy bác thánh đạo á lấy bác thánh đạo làm cái phương châm tu tập phương châm hành trì thì lúc bây giờ là coi phật giáo cãi nhau và tại sao một cái Phật giáo chưa tên giáo hội lại đi lấy một cái biểu tượng của gia đình Phật tử làm cái biểu tượng của của hiến chương? À, cho nên cũng thị phi qua lại. Hồi đó thầy không có hiểu, không hiểu tại sao cái mấy kem cũng vậy thôi. <laughs> cái nhau làm gì? Nhưng mà nhưng mà khi lớn lên mình mới hiểu này cái nào đúng cái nào sai. Để rồi sau này khi mình làm việc á thì mình nhớ là chọn 12 kem nghe không? Tại vì mình có ý cứ của kinh tạng, ý cứ của luận Chứ mình không thể nào chọn càng ngang được Hiểu chưa hả? Và sau này các vị giải thích cho người khác hiểu là cũng phải dựa vào đây Cho nên là nói có sách, mách có chứng Hiểu không hả? Chứ không thể, không thử giải thích càng ngang được Và nhất là các vị tu sĩ Mà khi người ta hỏi tại sao như vậy á 12 câm ấy mình nói chắc là hên chui thôi mình, nói, mình nói kiểu chuột chạy ông tre <laughs> là là hư chuyện cho nên là trong cái, cái ý nghĩa cái biểu tượng trước học của Phật giáo đó, nó có lý do và thầy thầy cũng làm thầy làm ở trên cái biểu tượng trên mái nhà <laughs> trên, trên chỗ cái hè chỗ cái cái cơ sở mới xây đó là thầy cũng cách là 12 kem mười kem thầy làm ở giữa nó có cái đèn thì nhìn ở trên trần biểu tượng của của pháp luân ấy. Đó. đó là mình tự mình design tự mình trang trí thôi Mấy người thợ họ không hiểu cái đó là cái gì Thấy nó cũng hơi hay hay thích thích mà không biết cái gì Cho nên là Nhưng mà mình phải làm là 12 cầm Mình tưởng tượng Mà còn không dám Và cái, 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 cái bánh xe thì sao Cái bánh xe thì mình có nên làm nó có cục 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 Như bánh lái tàu không Hả Bánh lấy tàu là người ta làm cho đỡ người ta nắm Cho nó có cái tì vết tì nắm phải không hả à? Nhưng mà cái bánh xe tròn thì mình đỡ làm nó dòng 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 sao chảy Hiểu chưa hả cho nên cái biểu tượng Pháp luôn là nên làm tròn Làm tròn Và ở trong 12 căn Cái đó là Một nguyên tắc của nghệ thuật Còn cái nghệ thuật Biểu hiện kiểu gì Cầm lớn, cầm nhỏ, màu, mề, bông, hoa Đó là cái chuyện của nghệ thuật Nhưng mà đặc tính trước học Không có được thay đổi Hiểu chưa hả Đặc tính trước học là không có được thay đổi Dạ vâng Khổ thánh đế cần được biến tri là khuyến chiến, được chưa hả? Rồi thánh đế đã được biến tri là chứng chuyển được chưa hả? Đấy. Và ở trong ở trong cái trạng thái đó, khi mình suy nghĩ về khổ, mình suy nghĩ chẳng hạn như mình nhận thức nhận định về khổ, nhìn nhận về khổ, nhìn nhận sự thật, nhìn nhận không có không có quay lưng với nó, hãy nhìn nhận sự thật, đối diện với sự thật đây là nhãn cái hành tướng nó nhãn nó không sinh ra chứ cái 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 cái, cái là chuyến nhưng mà trong ba lần chuyến ba lần chuyến thì nó phải có biểu hiện nó là bốn hành tướng 12 hành tướng đó đó chẳng hạn như là chẳng hạn như nói về chân lý và khổ được chưa hả mà nói là đây là khổ thì đầu tiên là mình phải nhìn bằng con mắt của mình là một sự thật không có phủ nhận cứ nhìn thấy nhiều vấn đề nó có đúng như vậy hay không có quá thật như vậy hay không một là gì là thị chuyển được chưa hả ngồi học này ngồi học đừng làm gì khác này đây là khổ đây là khổ chúng ta cho thầy trở lại một chút đây là khổ thánh đế ví dụ như chúng ta sinh già bệnh chết chúng ta muốn biết hiện tượng của nó như thế nào thì đầu tiên chúng ta phải lấy mắt mà nhìn đó là cái hành tướng số một và để thấu rõ nó thì tới thứ hai là gì ở dưới chúng ta thấy này Là phát sinh nhãn đó Rồi phát sinh trí Tí là một sự nhận biết Là một sự ghi nhận đúng chưa hả Rồi cái hành tướng thứ ba là gì Là phát sinh minh Tức là phát sinh gì Sự sôi sáng Tương tận Và phát sinh giác Tức là phát sinh sự thấu triệt Cho nên hành tướng số một là nhãn hành tướng số 2 là trí hành tướng số 3 là minh hành tướng số tư là là giác nhãn trí minh giác là bốn hành tướng bốn hành tướng này trên cơ sở của khổ thánh đế được chưa hả cũng bốn hành tướng đó trên khổ thánh đế cần được biến trì và cũng bốn hành tướng đó ở trên gì ở trên khổ thánh đế đã được biến trì chẳng hạn như nhìn thái như lai à được chưa hả thì á là cái cái khổ thánh đế là như lai đã đã biến tri rồi thì nó như thế nào mình thấy là nhãn như lai là một bằng chứng để bằng chứng về cái pháp môn vô lậu giải thoát của ngài thành tựu rồi thứ hai là trí rồi thứ ba là minh rồi thứ tư là giác đó là một sự thật chứ không còn không còn đảo lộn gì nữa cho nên ba lần chuyển với 12 hành tướng là dựa ở trên khổ thanh đế thị chuyển khuyến chuyển chứng chuyển mỗi cái như vậy có bốn hành tướng ba lần bốn mười hai rồi tới tập thì cũng vậy đây là tập đây là là nguyên nhân đây là gì đây là tập nên gì à, nên biết và đây là là tập ta đã gì à, ta đã thấu rõ phải không à, à như vậy thì cũng là, tập nó cũng là thị khuyến chứng và mỗi cái như vậy cũng có ba hình tướng như vậy thì bốn đế khổ tập diệt đạo là bao nhiêu bốn mươi tám mỗi thánh đế là 12 hai bốn thánh đế là bốn mươi tám cho nên nó có hết tới bốn mươi tám hình tướng nhưng mà bởi vì cho dầu có bốn mươi tám đi nữa nhưng ở trong một thánh đế thì cái hình tướng của nó cũng giống nhau. Bởi vậy cho nên người ta nói cách là ba lần chuyển với 12 hành tướng. Hiểu chưa hả? Nhưng mà chúng ta phải hiểu là con số đó là cái gốc rửa nó từ đâu sinh ra là riêng khổ có bốn hành tướng. Rồi đây là khổ nên biến đoạn thì bốn hành tướng nữa, đây là khổ đã được đã được biến trì. Thì bốn hành tướng nữa hiểu chưa hả? cho nên phải được tính và được nhận thức theo cách như vậy chứ không có nên nói rằng á khổ đây à, thị khuyên chuyển trên bốn thánh đế nói như vậy là người ta sẽ hiểu nhầm hiểu không hả? người ta hiểu nhầm thành ra tại sao Thầy thường khuyên đại chúng á a-ti-đà ma cầu xá là một bộ bách khoa toàn thư của Phật học nó giải thích tam tạng kinh một cách trúng mực không ai có thể không ai đủ sức là đảo lộn bất cứ luận lý nào ở trong này bởi vậy cho nên bất cứ tăng ni hay phật tử mà không có nghiền ngẫm kinh qua câu xá tin chắc người đó không bao giờ hiểu được phật học chắc chắn là như vậy đó cũng như, như là nam truyền thì nhất định là phải kinh qua vi diệu pháp hay mà không kinh qua nói kỳ diệu vi diệu pháp thì người ấy cũng không thể nào hiểu được hết là tam tạng của của nam truyền và Bác truyền nó có cái sinh động hơn đó là, là là ngôn ngữ của Bác truyền đa dạng hơn bởi vì giáo nghĩa đem đi chinh phục một cái đối tượng hữu tình với đầy đủ những cái luận lý của nho giáo và lão giáo họ có luận lý Chúng ta cứ nhớ là khi mà Ngài Huyền Trang, Ngài đến tại tại Trung Ấn Độ, và chúng ta xem Ngài là một vị đại thám hiểm Con người phải nâng nghị lực phi thường. Đi tới biên cương người ta, làm sao đó xin người ta vô nước của họ. Rồi trong đó không biết tiếng nói, không có tiền, không có đồ ăn bằng cách nào mà nó tồn tại còn ghi chép còn học hỏi phải nói một nghị lực ý chí là phi thường chứ không có đơn giản đâu một hành trình đó không có đơn giản và khi đến tại đất nước của người ta cũng bằng tê trắng và đi học và đi học từ một người đi đến đi học học tới cuối cùng ngài hiệu trưởng của đại học Nang đa mỗi lần ra hội chúng là mời ngài huyền trang lên ngồi ngang với mình là chúng ta hiểu rằng là sự tôn trọng của người học trò này với trình độ là tương đương với ông thầy hiệu trưởng chúng ta nói, chúng ta nghĩ đó là một con người trí thức phi thường trong phật phật giáo khi ngài trở về ở tại trung quốc à, vua nhà đường thính ngài lên làm gì à, thính làm quốc sư quốc sư đó làm gì à để mang binh không phải quốc sư đâu thính làm là là tờ tướng thính làm tờ tướng tờ tướng làm gì để mang quân đi đánh chiếm ấn độ đó là cái cái máu của đại hán chuyện đó là sự thật trong phật giáo rồi tới khi mà ngài huyền trang không chấp nhận không chấp nhận nhận cái 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 vị trí của tờ tướng và ngài khuyên can nhà vua là không có nên là đem quân chinh phục đánh chiếm Ấn Độ bởi vì sẽ chuốt lấy thất bại thất bại ngài hỏi đức vua rằng chúng ta chinh phục họ để làm gì nói rằng là để khai hóa nền văn minh của đại đường và ngài nói rằng họ có một nền văn minh rực rỡ và họ sống kiên cố trong nền văn minh đó không ai có thể khai hóa được họ và lúc bây giờ nhà vua không có tin cho nên ngài huyền trang mới nói rằng là hãy mời hết tất cả những luận thiết triết gia đương thời vừa triều và ngài sẽ sử dụng luận lý của bà la môn và hindu giáo để mà luận biện với họ ngài không sử dụng phật học giới sợ hơn nó <laughs> lấy toàn bộ cái quan điểm học mà lao thông cái quan điểm người ta còn giống như chẳng hạn như giờ thầy huyền châu mình mà đi lý luận với mà lý luận với một ông cha đạo lấy toàn bộ là kinh thánh là chúng ta cứ hình dung là có người khủng khiếp phải không à và giữa triều nữa chứ đâu phải là chuyện đùa giỡn mà tiểu tập là toàn bộ là triết gia toàn quốc chứ không phải rằng là cái loại thường thường tình vậy mà trong vòng suốt cũng như là ba năm không có bất kỳ một ai mà tranh luận thắng nổi. Thì chúng ta hiểu là Ngài Huyền Trang cái khối ép của Ngài như thế nào. Và Ngài nói rằng đó là Hindu và Bà La Môn thôi. Còn tôi chưa sử dụng Phật học, tôi sử dụng Phật học nữa thì không có ai địch lại. Phật học là sở trường của Ngài. Tức là tôi đi dùng sở đoán thôi, và Ngài còn nói rằng ấy, là tôi là sở đoán mà các vị đã không có, có luận biện lại tôi rồi. Còn nếu như họ sở trường của họ nữa thì làm sao mà mà họ nghe lời. Đã chúng ta thấy không à? ạ? Cho nên ở trong luận thiết của Bà La Môn nó có những cái cái triết học sâu sắc và nó, họ, nó khiến cho họ phải giữ gìn mấy ngàn năm không thay đổi. Chúng ta đừng nghĩ họ tự tầm thường. thì từ những điểm như vậy á, chúng ta mới thấy rằng là Ngài huyền trang một con người như thế nào. Có những điều mà chúng ta học mãi với Ngài Chẳng hạn như Ai cũng bắt buộc Phải thi lễ Đức Vua à, Tam uh, Gì á Nó gọi là gì Ba lệ chín bái đó Nhưng mà Ngài không có lấy Ngài nói ăn cơm của Thí Chủ Đàn Na Chỉ lệ Phật thôi và câu nói của Ngài Sa môn bất bái quân vương Câu nói bất hủ một con người sẵn sàng chết Đứng trước triều đình mà dám nói câu như vậy Sẵn sàng chết Đó là một câu mà chúng ta hàng họ bối Học mãi, học không nói Bây giờ là lệ lục thế quyền Nhìn thấy nhục nhã chưa hả nghĩ tới những lời dạy của Thánh Hiền Của Tổ Đức như vậy á, Chúng ta mới thấy xấu hổ Sau một bất bại quân vương Ở Thái Lan người ta vẫn còn giữ truyền thống đó thủ tướng gì mà cỡ là là phải quỳ dưới dưới tăng thống thôi, Hay, với các với tam bảo thôi. Thành ra họ giữ những cái nét đẹp đó, nối nó mà nói nhiều nó đụng chạm. Nhưng mà sự thật thì ở trong giáo pháp của như lai Thầm thâm vi diệu vô cùng. Nhưng khổ thay là chúng ta không có phát huy đủ, không có phát huy đến chỗ khiến cho người ta kính trọng. Một phần cũng do là sự tu tập của chúng ta mà sự tu tập căn bản là dựa trên sự hiểu biết. Tại vì sự hiểu biết của chúng ta không có đủ chứng mực để làm thầy thiên hạ. Thành thiên hạ họ coi thường. Cho nên hy vọng đại học Sa chúng ta tạo ra những nhân sự mới, những nhân sự mới. Nhưng mà nhân sự có chịu học nữa hay không? Chứ còn một người tạo ra ta không có nổi, ta không nổi. Quan trọng là chúng ta có chịu lãnh hội hay không? Các vị ngày hôm nay có được cái bản tiếng Việt trong sáng này đỡ học là cả một vấn đề phước báo. Ngày xưa thầy đi học không có bản tiếng Việt. Chữ hán mình lôm cơm để làm sao mà mình dỗi như tiếng thông thạo của mình được. Có những cái chữ nó cổ, nó trách trở. Và từ khổ giấy A3 mà photocopy còn A4. Thì các vị nghĩ chữ còn chút xíu. Giấy A3 đâu có, đâu có đủ tiền để mà mình photocopy. Rồi có nhiều khi á là ghi ra một câu chữ hán lấy kinh lớp mà nhìn vô mới thấy ngõ viết ra viết ra rồi bắt đầu là đọc chữ nào ông hiểu tra từ điển mà nhiều khi tra cái chữ nó nó có mấy chục nghĩa chẳng biết chọn nghĩa nào rồi bắt đầu là từ từ gom lại mà có nhiều khi tra nó ra nghĩa rồi thì lúc bây giờ đó, nó lại trở thành một câu thành ngữ chứ không phải <laughs> chứ không phải gì là chữ đồng nghĩa đó được mà câu thành ngữ là phải hiếu cho thành ngữ, chứ làm sao hiếu theo chữ đông nghĩa đó? à, vì vậy cho nên cho nên nó là khổ cực vô cùng. Và hôm nay các vị có nhiều phương tiện Chữ nghĩa, phương tiện nó hỗ trợ chúng ta nhanh chóng là tiếp cận chân lý mà không phải đi qua một cái cái, cái khâu chuẩn bị phương tiện á, phương tiện đó là ngôn ngữ đó, không cần phải chuẩn bị nó mất thì giờ. giờ đây chúng ta trở lại vấn đề như vậy thì chúng ta y cứ vào a tỳ đạt ma để giải thích mọi thứ bất kỳ nhà Phật học nào đối diện với A Tỳ Đạt Ma câu xá không ai có thể là biện bác nổi một câu một chữ trong này đâu à, vì vậy cho nên chúng ta học chúng ta cố gắng giữ theo tinh thần này ha ở đây tiếp theo các vị tỳ bà sa nói rằng ba lần chuyến này theo con số thích ứng biểu thị cho kiến đạo tu đạo và vô học đạo nếu vậy đâu phải Ba chuyển mười hai hành tướng Duy trì là kiến đạo Như thế làm sao Xác lập pháp luân này Do đó Đúng lý Nên nói như sau Chính pháp môn này Là pháp luân Có ba chuyển mười hai hành tướng Pháp luân này Chính cái pháp môn Pháp môn giải thoát của Phật Ở trong đó có đầy đủ đặc tính là ba chuyến với 12 hành tướng. Nếu chúng ta làm công việc giáo dục, tổ chức giáo dục, chúng ta còn cố gắng tuân thủ theo nguyên tắc của ba lần chuyến với 12 hành tướng này. Không ai có thể phủ nhận được. Ví dụ như một vị thầy giáo muốn thuyết phục học trò nối vừa cái khổ chỉ cho nó thấy bằng ngôn ngữ nó không thấy cho nó hình ảnh cho nó nhìn trong cuộc đời dẫn nó ra nghĩa địa dẫn ra nhà hoàng, nhà sát đúng không hả à, nó sẽ thấy đó là phát sinh nhãn rồi phân tích cho nó hiểu đây là trí và giúp cho nó có một cái sự quán triệt tới chỗ là là đầy đủ gọi là gì là minh và và sao và kéo dài cái sự hiểu biết đó ngày này sang ngày kia một thời gian và sự bổ sung tới chỗ là tận cùng thì đây gọi là là giác như vậy thì sự giáo dục phải dựa trên ba lần chuyển và 12 hành tướng bất cứ đề tài nào hãy sử dụng phương thức đó nó sẽ đến chỗ thuyết phục tuyệt đối đúng chưa hả rồi ở đây cũng như vậy như thế nào gọi là ba chuyển ba lần vận chuyển các chân đế, 12 hành tướng. Ở đây nói rằng ba lần tác động bốn chân đế. Nói rằng đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Thứ hai, khổ cần biến tri, tập cần phải đoạn, diệt cần phải chứng, đạo cần phải tu. Thứ ba, khổ đã biến tri, tập đã đoạn, diệt đã chứng, đạo đã tu à như vậy là đây là ba lần chuyến phải không? rồi thế nào gọi là chuyến bốn chân đế đã nêu rồi thế nào gọi là chuyến vận chuyển pháp môn tứ đế này tiến vào ở trong thân tương tục người khác vì khiến cho hiểu nghĩa. à như vậy thì một bài pháp thuyết ra chưa phải là chuyến mà khiến cho người nghe hiểu được nó đi vào trong tâm người đó được và người đó liễu ngộ được đây là chuyện chúng ta xây dựng trường học chúng ta nỗ lực học Phật pháp đây là một hình thức chuyển pháp luân từ sự hiểu biết của một vị thầy truyền trao hiểu biết đó cho người học và sự thấu triệt diễn ra trong nội tâm đây chính là gì hả đây chính là chuyển Pháp Luân Vậy thì Việc chuyển Pháp Luân này Không phải chỉ dành cho tăng Ni Mà là trách nhiệm chung Của mọi người con Phật Bất cứ Chúng ta xuất thân từ giai tầng Xã hội và hoàn cảnh điều kiện nào Làm cho mọi người xung quanh Thấu triệt được giáo Pháp của Như Lai Như vậy Chúng ta đã thực hiện được Ý nghĩa chuyển Pháp Luân Đó chứ hả và chư khất luân nó nó diễn ra với nhiều khía cạnh khác nhau nhiều hoàn cảnh khác nhau hoặc chính toàn bộ thánh đạo là pháp luân vì chuyển hành ở trong thân tương tục của đối tượng cần được giáo hóa như vậy thì thánh đạo được gọi là pháp luân bởi vì ở trong thân tương tục của hữu tình của đối tượng cần được giáo hóa người đã chưa thấu hiểu thì truyền trao cho họ và làm sao cho thánh đạo được luôn luôn sống còn ở trong tâm của họ. Đây gọi là gì hả? Đây gọi là chuyển pháp luân. Thế nhưng pháp này khởi sự vận chuyển trong tha tương tục do sự phát sinh của kiến đạo, do đó gọi là chuyển. Chứ không phải là từ từ trong thân chúng ta làm cho pháp luân, làm cho giáo pháp trong tâm chúng ta nó mạnh lên, đó không phải là chuyển. Hiểu không hả? Nhưng mà chuyển sang cho người khác là Tha mà chuyển cho người khác Như vậy thì Trong ý nghĩa thứ hai Chữ 12 hành tướng này Là nối về về Tác động của bốn chân đế Bốn chân đế là khổ tập diệt đạo Và nó nối về Ba phương diện Là thị chuyển, chứng chuyển và khuyến chuyển Nhưng mà chân tướng của 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 12 hành tướng kia là nhãn trí minh giác là mới đúng. Được chưa hả? Rồi Cách nào chúng ta cũng có thể giải thích được Tuy nhiên gốc rễ của vấn đề là như vậy Nhưng mà nối theo cách triết học là như vậy Chúng ta không có gì phản biện chỗ này hết Giới địa đất quả Có bao nhiêu sa môn được chứng đất Ở trong giới địa nào? Dục giới đất ba quả Ba quả sa môn là chỉ cho quả gì? sơ quả tu đà hoàng nhị quả ana hàm à, nhị quả tu đà tư đà hàm tam quả ana hàm không ở trong dục giới chỉ có đất à, chỉ đất ba quả này ba quả này không thở đất ở trên cõi trời tức là không thở đất ở trên trời sắc giới không thở đất ở trên trời vô sắc còn quả cuối cùng a la hán thì đều có thể đắc ở trong ba cõi dục sắc và vô sắc. Hai quả đầu vì chưa ly nhiễm lễ tất nhiên không thể đắc ở trong thượng giới. Nhưng quả thứ ba vì sao không đắc? Trả lời cái gì cũng có sách, mắt có chứng, có lý có lễ. Thứ nhất là y lý, tức là y vào lý lễ y vào suy lý y vào sự phân tích tự biết do thượng không kiến đạo tức là ở trên thượng giới không có hiện tượng kiến đạo diễn ra trên thượng giới tức là trên dục giới là chỉ cho sắc giới và vô sắc giới không có kiến đạo một người tuy đã ly, ly dục nhiễm không thể lìa kiến đạo mà đắc quả bất hoàng đây là nguyên nhân rõ chưa hả lại nữa vì sao thượng giới không có kiến đạo Vì trong vô sắc giới không có khả năng nghe Vì sao trong vô sắc giới không có khả năng nghe Hả Mình phải nói riêng nói sẵn lập tức là vô sắc giới không có lỗ tai tại, vì, tại vì nó không có thân là lỗ tai nó gắn lên chỗ nào Cho nên may, chúng ta tứ đại có gắn lên hai lỗ tai phải không à Đó chứ còn nói nhưng mà nhưng mà không có thân thì lỗ tai chỗ nào nó hiện ra và không có thân tứ đại thì không có chỗ để mà mà nhĩ căn nó hiện ra thì cũng không thể nào tiếp nhận âm thanh vì vậy cho nên ở trong vô sắc không có thể nghe không nghe thì làm sao mà kiến đạo và vì không duyên xuống hạ giới tức là tâm họ xem hạ giới này là khổ thô chướng họ luôn luôn hướng lên trên đó là tỉnh diệu ly bây giờ họ họ nhìn xuống nên là nó dơ bắn nó thô được làm sao họ họ duyên xuống cho nên tâm lý của họ là hướng lên trên và không có lỗ tai do đó cho nên không có cách nào mà kiến đạo được hiểu chưa hả rồi nhưng trong sắc giới thì sao cái có thân mà có lỗ tai chư thiên có thiên nhĩ không lý nào mà không nghe kính vì sao hả? phàm phu trong sắc giới đắm trước lạc của định, tức là ở trong định tâm rất là lạc, rất là vui. cho nên họ không có muốn viễn ly, không muốn viễn ly. vì vậy cho nên vì không có cảm thọ khổ nên không khởi tâm nhàm chán khổ. những cõi cầu được ước thấy muốn gì nó có muốn gì nó có và tâm của mình luôn luôn thỏa mãn trong hoàn cảnh của mình một con người như vậy các vị tới giảng đạo đây là khổ họ có nghe không đó, tại vì tâm họ không có không có xúc khổ cho nên họ không có tâm viễn Ly thành ra trong cuộc đời ta bà của chúng ta khổ một chút thì cũng là điều cái điều may mắn chứ đừng khổ nhiều quá nó còn chán phải không à nhưng chứ mà phải có khổ như vậy chút xíu tâm chúng ta mới nhanh chóng khởi niệm viễn ly và không nhàm chán cho nên không thể đắc kiến đạo đó là lý do tại sao chư thiên trên cõi trời sắc giới không thể kiến đạo rồi đó là nói về lý lẽ còn nói về giáo nghĩa kinh điển phật nói những lời này ở chỗ nào đây thông đạt kia cứu cánh và cũng y vào giáo kinh nói trong năm hạng bổ đạt già la từ trung bát đến thượng lưu không đạt ở trong dục giới này trung bát niết bàn tức là trạng thái đi vào trung hữu mà thành tựu niết bàn đó là trung bát niết bàn hoặc là thượng lưu thượng lưu tức là đắc những cái quả niết bàn phía dưới và tâm cái tâm nó là gì chưa đắc chưa thành tựu thì nó hướng lên trên là lập tức là, là thành tựu liền phải không ạ à? dựa vào trong trung hữu đất nước bàn cũng có những hữu tình là dựa vào vừa sinh ở trong cõi trời là đất nước bàn ngay à, tại sao vậy hả sát na số 1 chết đi sát na số 2 đi vào trung hữu sát na số 3 là sinh ở một cái cánh nào đó nhưng mà cái lửa của phiền não những năng lượng của sanh tử nó được giải quyết đoạn trừ trong lúc sinh tiền tới khi lâm tử qua sát na số 1 mình mới vừa chết mới có vừa hiện thân trung hữu thì lúc đó những năng lượng tái sinh nó cũng vừa chấm dứt khô cạn thành ra hữu tình đó cũng đi vào trong niết bàn nhưng mà có người còn sót chút xíu cho nên đó là vừa tái sinh ở trong kiếp sau mà mới cứ vừa sinh ra là bác niết bàn ngay như vậy thì yếu tố Bác Niết Bàn đó, trường hợp đó nó xảy ra là do cái năng lực tu tập đoạn trừ sinh tiền của họ. Chứ không phải đi vào trung hữu mới tu, hoặc là sinh ra là tu trên cõi khác. Hiểu chưa hả? Do năng lực đoạn trừ, nó chưa có có xong, nhưng mà cái quán tính của sự đoạn trừ đó, nó vẫn đang tiếp tục diễn ra. Cho nên nó đạt đến Niết Bàn. Đây gọi là Trung Niết Bàn hay là Thượng Lưu. Thông đạt ở trong dục giới này cứu cánh trong sắc giới kia, rõ chưa hả? thông đạt tức là tu tập, thấu hiểu thành tựu ở trong dục giới, nhưng mà đạt đến cái sự thành tựu đó là ở trong sắc giới là nên cõi trời. nối thông đạt tức là chỉ cho kiến đạo, muốn kiến đạo thì phải học, nhờ học đạo mới có khả năng kiến đạo, và vì phương tiện đầu tiên chứng niết bàn là phương tiện vì là phương tiện đầu tiên chứng niết bàn đó chính là học đạo. Đến câu này không ai có dám phủ nhận rằng á là tôi không cần học mà cũng có thể tu được. Bất luận là ai, phàm hữu tình loài có tai muốn niết bàn là phải học đạo. Tại sao bởi vì từ học đạo mới có kiến đạo, từ kiến đạo mới đi vào niết bàn. Muốn đi vào niết bàn mà không qua kiến đạo, điều đó không thể xảy ra. Mà muốn trạng thái kiến đạo diễn ra mà không học đạo Chuyện đó không thể có được Hình dung được chưa hả Cho nên học giáo pháp tối quan trọng Nói cứu cánh Tức là chỉ cho qua A-la-hán Như vậy căn cứ vào kinh Mà biết thượng giới không có kiến đạo Đến đây chúng ta đã lắng nghe về Về gì hả Và phạm luân giả Pháp luân Chúng ta đã phân biệt được rõ chưa hả Rồi Phạm Luân là là thanh tịnh phải không? Là tính thanh tịnh, đặc tính thanh tịnh. Và nó chuyển từ từ đấng phạm cho nên gọi là phạm luân. Là chỉ cho người, người chuyển, chứ Đức Phật chuyển. Còn pháp luân tức là đặc tính của pháp bên trong đó nó chuyển từ người này sang người kia như là một bánh xe với với ba lần chuyển 12 hành tướng. Được chưa? Rồi và tiếp theo thì chúng ta thấy một nội dung cần nhớ đó là gì hả? Đó là giới địa đất quả. Trong ba phương diện, đó là sơ quả, nhị quả, tam quả, đất ở trong dục giới. Phát khởi trong dục giới, thành tựu trong dục giới, còn thượng giới không thể nào thành tựu được. Bởi vậy cho nên thân của chúng ta là gì? Là một bảo bối trong sự tu tập thấy nó vậy nhưng nó lại có năng lực giúp chúng ta thành tựu ba cái quả đó. Nếu chúng ta mất thân này rồi, biết bao giờ chúng ta có được thân người. Mà không có được thân người thì cơ hội để đắc được ba quả sẽ không xảy ra. Mà không xảy ra ba quả không khởi lên được thì quả thứ tư đương nhiên cũng không có. Cho nên tu tập mong mình có phước sinh lên cõi trời mà không có đối với tới cái chuyện là cần phát khởi ba quả sa môn thì có lên cõi trời rốt cuộc cũng xuống địa ngục. Đó, cái điểm khác nhau trong giáo pháp là vậy. Thành ra chúng ta hiếu những lời khai thị thống thiết này á, chúng ta mới thấy mây mén trỏ chúng ta làm sao được mang thân người lại được học giáo pháp của Như Lai. Trân trọng cảm ơn các vị đã lắng nghe chúng ta dừng ngang đây chúng sinh vô biên thể nguyện độ Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát vạn vật đều vô thương lời dạy cuối đừng quên Phật hiện thân ở đời